Đây là không gian học tập quen thuộc của những học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hầu Thảo, Sapa, Lào Cai. Ngoài giờ lên lớp, thư viện là điểm đến của các em trong khoảng thời gian miệt mài ôn luyện cho kỳ thi sắp tới. Học thư viện này em thấy rất là yên tĩnh. Ở đây thì chúng em có rất nhiều sách để tra cứu và chúng em rất là thuận lợi. Thư viện của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hầu Thảo đã được công nhận là đạt chuẩn quốc gia. Để có được một thư viện nhỏ xinh như thế này là nỗ lực không nhỏ của các thầy cô giáo của nhà trường. Nhà trường cũng được cái sự giúp đỡ của cấp trên như phòng giáo dục hỗ trợ về một số những cái đầu sách. Ngoài ra thì nhà trường cũng còn liên hệ với lại các cái tổ chức, ví dụ là các tổ chức từ thiện đến thì cũng có ủng hộ về sách vở. Đấy rồi là các nguồn tài liệu tham khảo. Còn đây là thư viện xanh của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trung Trải, thị xã Sapa. Những góc đọc sách được thiết kế thông minh, thân thiện với môi trường. Một góc nhỏ của sân trường, ghế đá, xích đu hay phòng bán trú đều có thể trở thành nơi đọc sách thú vị của các em. Nhà trường đã tổ chức rất nhiều cái sân chơi. Ví dụ như là nhà trường tổ chức các cái hoạt động thư viện ngoài trời và các cái thư viện trong lớp học cũng như là cái thư viện của nhà trường để giúp cho các em khám phá các tri thức thông qua các cái việc đọc sách của mình, sáng tạo và cái tư duy độc lập của mỗi một em học sinh. Đồng thời thì các em cũng tăng cái khả năng đọc và giao lưu tiếng Việt tốt hơn trong nhà trường. Với mong muốn giúp các học trò nghèo được tiếp cận với tri thức, có thêm hứng thú với sách, các thầy cô giáo đã có nhiều sáng kiến và giải pháp để khắc phục khó khăn, từ đó duy trì hiệu quả hoạt động thư viện trong nhà trường. Đối với Sapa đã tiếp nhận được một số tủ sách của nhà văn Ma Lành để cung cấp cho các em đọc, và đặc biệt là vấn đề về sử dụng sách điện tử thông qua mạng Internet thì phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo các trường để tổ chức cho học sinh tổ chức đọc sách và nghiên cứu tài liệu học liệu mở ở trên các trang mạng chính thống. Trong tháng 4, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức trong các nhà trường để khơi dậy tình yêu sách và bồi dưỡng văn hóa đọc. Những học sinh ở vùng cao Lào Cai cũng sẽ có thêm những sân chơi bổ ích để các em hiểu biết, cải thiện ngôn ngữ tiếng Việt, tự tin phấn đấu học tập và rèn luyện.